Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với câu chuyện ngày hôm nay của Thanh Đình Soccer. Trong quá khứ, Sergio Ramos là biểu tượng cho thương hiệu vô địch của Real Madrid ở các trận chung kết Champions League. Cựu đội trưởng của Los Blancos từng chơi 4 trận chung kết, ghi 2 bàn, cũng 4 lần nâng cúp. Tuy nhiên, sau khi Ramos rời Real Madrid năm 2021, đội chủ sân Santiago Bernabeu vẫn còn một hậu vệ người Tây Ban Nha khác đại diện cho tinh thần chiến thắng của họ ở các trận chung kết Champions League. Dani Carvajal, người cũng là huyền thoại của Real Madrid, giống như Ramos, Toni Kroos, Luka Modric, Carvajal và Nacho cùng chạm kỷ lục giành 6 danh hiệu Champions League sau khi Real Madrid đánh bại Borussia Dortmund 2-0 ở Wembley. Tuy nhiên, trong số này chỉ có Dani Carvajal góp mặt ở đỉnh xuất phát 6 lần đội nhà lên ngôi vô địch vào các năm 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 và 2024. Hậu vệ 32 tuổi đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới có được thống kê này. Toni Kroos và Modric chỉ đá chính trong 5 trận chung kết Champions League cùng Carvajal. Ở trận chung kết năm nay, Modric ngồi dự bị, còn Toni Kroos chỉ đá chính trong 5 trận chung kết cùng Real Madrid. Kroos thì có danh hiệu Champions League mùa giải 2012-2013, giành được cùng Bayern. Nhưng tiền vệ này vắng mặt vì chấn thương cho hành trình cuối mùa của câu lạc bộ xứ Bavaria. Trong khi đó, Nacho chỉ thực sự đóng vai trò quan trọng ở Real Madrid trong 2 mùa giải gần đây. Ở các lần chung kết trước đó, trung vệ người Tây Ban Nha chủ yếu sắm vai dự bị. Chỉ cần nói chi tiết này thôi cũng đủ thấy Dani Carvajal giỏi kinh khủng. Chúng ta đang nói về một hậu vệ của Real Madrid đấy nhá, nơi mà tiêu chuẩn đặt ra cho một cầu thủ là rất lớn, rất cao. Nhưng Dani Carvajal vẫn ở đấy miệt mài tận tụy suốt 11 năm dòng giá và ổn định một cách đáng ngạc nhiên. Hầu như không có trận đấu nào anh chơi dưới phong độ, luôn ở mức tốt. Đó là cụm từ mà các huấn luyện viên dùng để nói về Dani Carvajal. Và thật buồn cười khi rất ít người gọi hậu vệ quốc tịch Tây Ban Nha là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới. Khi nhắc đến cụm từ này, giới chuyên môn thậm chí sẽ mang Alexander Arnold, Juan Cancelo, Hakimi lên bàn cân. Mới đây, Kyle Walker thậm chí còn gọi tên cả Rick James, một người đúng là có tài năng lớn nhưng chấn thương liên tục, nằm viện nhiều hơn cả ra sân. Search Google, thỉnh thoảng bạn sẽ đọc được một vài bài báo sắp xếp danh sách các hậu vệ phải tốt nhất. Chẳng thấy ở đâu xuất hiện Carvajal cả. Thậm chí, tờ báo điện tử VTC News còn phải đăng tải bài viết người đánh đầu tung lưới trong trận chung kết C1 là ai? Một điều thật kỳ lạ, hết sức kỳ lạ thưa quý vị. Có lẽ là bởi vì thời đại ngày nay các phương tiện truyền thông dễ dàng làm mụ mị tâm trí của khán giả bằng những đoạn video clip highlight cắt gọt trên YouTube hay TikTok. Và ở đó thì người ta thường bị hút mắt bởi những quả tạt điệu nghệ, những pha ná đại bác chất lượng hay các pha solo ảo diệu. Quả thật Dani Carvajal không có những điều ấy. Những thứ anh vượt trội hơn tất cả là sự lì lợm. Chờ Dani Carvajal phán đoán sai lầm ư? Đừng có mơ. Và trận chung kết Champions League vừa qua, hậu vệ CM92 tự thắp sáng cho sự nghiệp ổn định của mình bằng khoảnh khắc thần sầu. Dani Carvajal bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa và khiến cho thủ thành của Borussia Dortmund dù rất nỗ lực không thể cản được. Dù trận đấu còn khoảng 20 phút nữa mới kết thúc, nhưng ngay thời điểm đó, khi mà Dani Carvajal chưa trên thảm cỏ Wembley để ăn mừng bàn thắng mở tỷ số, Real Madrid coi như đã chạm tay vào danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 15 của mình. Real đã nghiên cứu kỹ các pha bóng có thể tận dụng được trước Dortmund. Bàn thắng của Dani Carvajal khá giống với bàn thắng của Leverkusen trước Dortmund ở phút 90+5 trong trận đấu hồi cuối tháng 4 vừa qua. Pha đá phạt của Toni Kroos là quá tốt, nhưng sự thành công đến ở pha di chuyển tinh vi của cầu thủ Madrid để Dani Carvajal có được cơ hội đánh đầu. Marcel, hậu vệ trái của Borussia Dortmund, được giao kèm Dani Carvajal ở tình huống phạt góc tại phút 74. Nhưng các cầu thủ của Real đã ra xếp để block người và buộc tiền đạo cắm Fulcrum của Dortmund phải bám theo Dani Carvajal. Khi đó thì đã quá muộn và Carvajal đã chạm đầu đưa bóng vào góc xa. Không chỉ pha bóng này, sau đó vài phút Real dàn xếp một bài đánh đó một lần nữa. Và Nacho đã suýt ghi bàn nhưng thủ môn Comeau đã cản phá. Và trước khi Carvajal ghi bàn ở tình huống đó thì một tình huống tương tự đã được diễn ra giữa Toni Kroos và Dani Carvajal. Nhưng cú chạm đầu của Carvajal khi đó là chưa đủ để hạ gục Borussia Dortmund và các cầu thủ Dortmund vẫn đang tỏ ra khá chủ quan với một cầu thủ có chiều cao khiêm tốn như Carvajal. Khả năng ra xếp tình huống cố định của Real Madrid thực sự không ai sánh kịp. Nhưng để thành công, họ cũng cần phải có những cầu thủ đáng tin cậy. Dani Carvajal đã được giao trọng trách đó trong bối cảnh Jude Bellingham, Rodrigo rất mờ nhạt, còn Vinicius không thoát được sự kèm cặp chặt chẽ của Rijkaard và Masumel. Bàn thắng là phần thưởng xứng đáng cho niềm tin mà huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã đặt vào Carvajal, người chỉ cao 1m73 nhưng có một trận cú đánh đầu quan trọng nhất lịch sử của câu lạc bộ. Tôi không biết nên nói gì vào lúc này nữa, thật sự quá đỗi hạnh phúc. Trước khi trận đấu bắt đầu, tất cả đều hiểu nó sẽ vô cùng khó khăn. Thế nhưng tôi và các đồng đội vẫn tin có thể vượt lên dẫn trước và tất cả đã làm được. Khoảnh khắc vinh quang này thuộc về Real Madrid, đội bóng đã có danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 15 trong lịch sử. Trưởng thành từ lò đào trẻ của câu lạc bộ Real Madrid, bỏ qua rất nhiều lời mời gọi, Dani Carvajal vẫn ở lại để viết tiếp câu chuyện huyền thoại của Los Blancos.
Từng có thời điểm tuổi tác là rào cản rất lớn ngăn cản hậu vệ này tiếp tục gắn bó. Thế nhưng sự tự hào vì được khoác lên mình màu áo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khiến anh không dừng bước. Trước trận đấu, ngôi sao 32 tuổi đã sánh ngang với thành tích của huyền thoại Di Stéfano, và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh chính thức bước vào ngôi đền huyền thoại vĩ đại bậc nhất cùng với Paco Gento. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tôi đã khóc vì xúc động. Cách đây 21 năm, tôi đến câu lạc bộ này khi còn là một đứa trẻ và giờ thật vinh dự vì được góp công sức làm nên lịch sử. Mọi người đã so sánh tôi với huyền thoại Paco Gento. Điều đó không đúng lắm đâu. Khác với nhiều người đồng đội khác đang là huyền thoại sống của Real Madrid, Dani Carvajal là một Madridista đích thực. Anh đến đội trẻ của Los Blancos khi mới 10 tuổi. Chỉ một năm sau khoảnh khắc Zinedine Zidane tung cú vô lê thần sầu, giúp đội bóng vô địch Champions League năm 2002. Năm 2012, Dani Carvajal được bán cho Bayer Leverkusen với giá chỉ 5 triệu euro vì không được gọi lên đội 1. Không nản chí, anh cùng đội chủ sân Bayer Arena chơi rất hay trong mùa giải 2012-2013, khiến Real Madrid kích hoạt điều khoản mua lại với giá là 6,5 triệu euro. Dưới bàn tay của Carlo Ancelotti giai đoạn đó, Dani Carvajal nhanh chóng tiến bộ và chiếm được suất đá chính. Để rồi một năm sau đó, thế hệ của anh đã nâng cao danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 10 cho Los Blancos. Từ đó đến nay thì Dani Carvajal luôn là một trong trụ cột quan trọng nhất, người dường như không thể bị thay thế cho đội hình của Real Madrid. Cùng với đội chủ sân Bernabeu, trong 11 năm tiếp theo, anh đã chiến thắng ở Champions League 2016, 2017, 2018, 2022 và mới nhất là 2024. Không chỉ xuất sắc trên sân cỏ, độ uy tín của ngôi sao 32 tuổi là rất lớn, giúp anh luôn được bầu vào ban cán sự của đội và trở thành một trong thủ lĩnh trong phòng thay đồ tại Santiago Bernabeu. Mùa này tôi đã tập đón bóng từ những quả đá phạt góc rất nhiều. Mọi người cứ hỏi bí quyết thành công là gì ư? Tôi chỉ có thể trả lời đó là sự quyết tâm, cải thiện bản thân mỗi ngày mà thôi. Là một hậu vệ, Dani Carvajal không ghi được nhiều bàn tại Champions League. Trước mùa giải này, anh chỉ có một bàn trong 88 trận. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi ở mùa giải năm nay. Tính cả pha đánh đầu vào lưới của Dortmund, hậu vệ người Tây Ban Nha đã có tổng cộng 5 bàn, 5 kiến tạo trong chiến dịch vừa kết thúc. Trong một mùa giải mà Thibaut Courtois, David Alaba và Eder Militao chấn thương dai dẳng, chính Dani Carvajal là một trong những nội lực còn sót lại ở hàng thủ của Los Blancos đứng vững đến trận đấu cuối cùng. Mùa hè này, Dani Carvajal sẽ cùng đội tuyển Tây Ban Nha tham dự hành trình chinh phục chiếc cúp bạc Euro 2024. Với sự hưng phấn và tự hào đang có, nghĩa mộ Real Madrid kỳ vọng sẽ được thấy ngôi sao của mình lần đầu tiên giành được danh hiệu cao quý ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của Thanh Đình Soccer. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.